Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở trên mặt tiền đường lộ nhựa công cộng thì nè anh chị, có một miếng đất nền đang bán giá là 480 triệu để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. Thì miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở đây nè. Nhưng mà trước tiên thì về đường đi và vị trí vô đất của mình hiện tại là ô tô vô tới luôn nha anh chị. Đây anh chị xem bên nhà hàng xóm mình là có một chiếc xe ô tô đậu luôn nè. Cái hướng ở bên đây nếu như mà mình đi thẳng ra khoảng 450m thôi là mình sẽ tới đường tỉnh lộ 866 nha. Vị trí đất của mình ở đây là sẽ gần ở chỗ mà cụm khu công nghiệp Tân Hương á anh chị. Một lát em sẽ mở cái định vị lên để chỉ cho anh chị xem ha. Thì đất của mình có diện tích bề ngang là 5m, chiều sâu vô là 30m, đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 480 triệu nha. Cái giá này thì khi mà anh chị mình đi xem mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng về giá cả luôn ha. Nhưng mà giá này thì chắc là chủ cũng sẽ chỉ bớt lọc cho anh chị chút đỉnh thôi chứ không có bớt nhiều được nha anh chị. Đường này của mình thì ở trong sổ em thấy thể hiện là đường nhựa và có tên đường luôn. Nhưng mà do chắc là đường cũng khá là lâu rồi với lại xe đi nhiều cho nên là bây giờ nó đã bể hết rồi. Nó giống như là đường đá anh chị, nhưng mà trong sổ thể hiện là đường nhựa luôn nha. Bề ngang 5m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái khoảng ở đây nha anh chị. Đó, mình tính từ cái khoảng ở đây nè, mình sẽ đo dài qua mé ở bên đây. Đó. Cái phía mặt tiền này nè em không có thấy cái cây trụ cột ở đâu nhưng mà ở phía cuối đất thì đã có trụ cột rồi. Có gì em xuống phía cuối em chỉ cho anh chị xem ha. Thì bề ngang 5m là mình sẽ được đo qua tới cái khoảng ở đây là 5m nha anh chị. Chạy sâu vô là khoảng 30m. Ở dưới đây là có trụ nè. Để em xuống em cho anh chị xem nha. Giá là 480 triệu thôi. Đất có là đường ô tô luôn ha. Gần chợ nè, rồi gần cụm khu công nghiệp nữa. Xung quanh dân cư thì lại rất là đông nữa. Cái vị trí này nè, anh chị mình mua về mình có thể cất một căn nhà nhỏ nhỏ nè. Mình ở đây rồi mình đi làm ở khu công nghiệp Tân Hương cũng ngon nữa anh chị. Đó, xung quanh là nhà hàng xóm là bốn phía luôn ha. Đất của mình là cao ráo bằng mặt đường luôn. Đất là không có mồ mả gì hết. Mà xung quanh hàng xóm em thấy cũng không có luôn á nha anh chị. Cái giá này mặt tiền đường lộ nhựa xe ô tô mà giá chỉ có 480 triệu thôi, cũng khá là mềm luôn ha. Em đang đi xuống cuối đất cho anh chị xem nè. Đây. Đất của mình là từ mặt tiền lộ nhựa sẽ chạy dài xuống ngay chỗ tới ngay chỗ cái cây trụ này nè anh chị. Thì trụ này là trụ ranh giới nè. Đất mình là từ cây trụ này chạy dài qua tới cây trụ bên đây nè ha. Ngang 5m, hậu cũng là 5m luôn, dài vô là khoảng 30 nha. Thì đất là đất cây lâu năm, giá là 480 triệu. Em thấy rồi, hình như là bên kia hàng xóm xa xa mút bên kia thì em thấy có một cái mã, chứ còn xung quanh đây là không có nè anh chị. Đó. Điện nước wifi khi mà anh chị vô đây ở mình đăng ký là sẽ kéo vô tới đây tới trong chỗ đất của mình luôn ha. Đất thì xung quanh là dân cư đông nè, gần cụm khu công nghiệp, đường ô tô, mặt tiền đường lộ nhựa, xe ô tô vô tới nữa. Mà giá chỉ có 480 triệu thôi ha. Ở đây là dẫn lên thổ cư được bình thường nha anh chị. Em có nghe chị chủ nói là cái miếng này là có hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha. Cho nên đó là anh chị mình cứ yên tâm về phần quy hoạch. Ở đây là không có bị dính quy hoạch gì hết nha. Và vẫn sẽ lên thổ cư được bình thường luôn. Nếu mà anh chị muốn lên thổ cư thì bên em có dịch vụ nhận lên thổ cư luôn ha. Xe ô tô là vô tới luôn ha. Rồi để em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Ở đây là thuộc về xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa công cộng và là đường thông luôn. Từ đây anh chị đi ra tới đường tỉnh lộ 866 là có khoảng 450m thôi nha. Đất của mình là sẽ nằm ở hướng nam nha anh chị. Đây nè, đất là ở hướng nam ha. Nắng quá trời luôn anh chị ơi. Đây anh chị xem nè. Cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè anh chị. Đó, đây là vị trí của em đang đứng nè. Ở đây là cụm khu công nghiệp Tân Hương nè, ở đây là quốc lộ 1, ở đây là đường tỉnh lộ 866 nè. Thì ở đây mà mình ra tới ngay chỗ đường tỉnh lộ 866 là có 450 m thôi ha. Đó, cụm khu công nghiệp Tân Hương là sát bên luôn. Để em xem thử coi từ ở đây á mà anh chị đi lại cụm khu công nghiệp Tân Hương đi ha. Ở đây á mà mình đi lại tới ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Tân Hương á, thì trung bình mình đi là có tầm khoảng 450 m thôi là ngay chỗ mà gần cổng sau của khu công nghiệp Tân Hương nè anh chị. Nè, có 450 m thôi nè, đi có 2 phút thôi. Cái này là nó hơi nắng cho nên nó hơi bị chá nè. Có gì anh chị ráng xem giùm em nha. Nó không biết anh chị có thấy rõ không nữa nè. Khu công nghiệp nè, mình đi có 2 phút thôi à, 2 phút là tới khu công nghiệp Tân Hương ha. Để em sẽ mở chợ thử coi nha. Ở đây thì anh chị mình có thể đi chợ Tân Hương cũng được nữa. À, ở đây là em thấy là sát bên là có chợ Tân Thuận nè. Đây nè, sát bên mình là có chợ Tân Thuận nè anh chị. Đây là chợ Tân Thuận nè. Bên đây thì có chợ Tân Hương, nhưng mà chợ Tân Thuận thì nó gần hơn rồi. Từ đây á mà đi lại chợ Tân Thuận để em xem nha. Ở đây là chợ Tân Thuận là có 500 m thôi à, sát bên ha anh chị. Còn trường học ha, để em sẽ mở thử nha. Từ đây á mà anh chị đi trường học rất là nhiều luôn. Đây, trường mẫu giáo Tân Lý Đông nè, rồi trường tiểu học Tân Lý Đông. Bên đây là có trường của xã Tân Hiệp nè, mẫu giáo Thiên Nga nè, trường tiểu học Tân Hương. Bên đây là trường trung học cơ sở Tân Hội Đông rồi nữa nè. Nói chung là rất là nhiều luôn. Anh chị đi chợ, đi trường học á là mình đi có khoảng 3 đến 5 phút là tới thôi ha, rất là gần luôn. Còn từ đây ha mà anh chị đi về tới thành phố Mỹ Tho thì mình đi trung bình nó là khoảng 13 cây số nha. Đây 13 cây số mình đi 20 phút là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho ha. Còn mà từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình mình đi là 47 cây số, 1 tiếng 12 phút thôi là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, đất của mình ở đây á, là nằm ở xã Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất á, là nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa công cộng và là đường thông, xe ô tô vô được luôn. Tổng diện tích đất á, bề ngang là 5 m, chiều sâu vô là 30. Đất cây lâu năm giá là 470 triệu nha. Giá cả thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Nó nền nó thì đã cao bằng mặt đường rồi, đường là đường xe ô tô vô tới luôn, xung quanh thì dân cư cũng rất là đông luôn ha. Rồi nếu mà anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên nhà đất Huyền Trang, tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem đất và mình sẽ gặp chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Có đèn đường nè, điện nước, wifi đầy đủ luôn. Sát bên cụm khu công nghiệp Tân Hương, gần chợ trường học Ủy ban luôn, mình đi là có 3 đến 5 phút thôi là sẽ tới rồi ha. Đó, quá là ngon luôn. Rồi thì nếu như mà anh chị nào quan tâm á, thì mình liên hệ bên nhà đất Huyền Trang, tụi em dẫn anh chị đi xem nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em ha. Giá khá là mềm luôn đó anh chị, đường lộ nhựa nè, gần khu công nghiệp nữa, đường ô tô luôn, mà giá chỉ có 470 triệu thôi. Rồi bye bye anh chị nha.